Thôi mình chọn mất rồi, chị em nhờ đứng cái. Ra cửa đi, chỗ này bún xong sắt. Đây 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 đây. Tân sinh ra cô dâu. Đây là bà ngoại. Xin kính thưa các bà, sau cái lời phát biểu tốt đẹp của bà cháu thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn. Và kể từ giờ phút này trở đi thì gia đình và họ hàng bên ngoại sẽ nhận cháu về làm dâu con. Thưa với các cụ công các bà, là cháu khôn nhiều thì chúng tôi phải dạy ít, và các cháu khôn ít thì tôi phải dạy nhiều. Thế thì tôi thì các ông các bà cứ, các cụ công các bà cứ yên tâm gửi cháu vào gia đình nhà cầu mờ tôi. Thế rồi vấn đề là phải có thời gian thì mới trả lời được. Thế thì sau cái buổi lễ ăn hỏi này thì cũng xin kính chúc các cụ các ông các bà và toàn thể các bác anh các chị cái sức khỏe dồi dào, một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống làm ăn thịnh đạt. Và xin phép các cụ công các bà, vì thời gian có hạn thì lại còn phải kính mời các cụ công các bà và toàn thể các anh các chị xuống nhà cậu mợ cháu, nhà riêng để ở quận Hoàng Mai để biết nhà biết cửa, để giao cháu cho chúng tôi cũng được yên lòng. Yên tâm, dù là nhà thì cũng chỉ ấm cúng thôi, cũng là cái nhà công chức thôi, nhưng mà cái tình cảm thì không thiếu. Thế ra rộng cửa để mời chào đón, mời mọi người ăn hỏi này. Thế và cũng có một lời khuyên với các cháu là thèm không? Thèm. Thèm. Thôi thèm. Chắc phải tập bún, mình thèm thì mình để làm bún tập. Ôi, bún tập là tôi làm 5 tập cho nó màu. Mặt mày điêu quá, giàn kinh này, nhìn lại hồn nhiên như các em này. Ôi. Nghe răng ra máy ấy á, máy rũ chụp á, còn đang ăn uống à? Ăn uống lắm thế, từ nãy giờ không nghỉ tí đi. Đây là nhân vật gọi là lề mề nhất trong gia đình phải ấy. Bận con bận cái, làm như mỗi mình bận con bận cái, tàn bận một đống con chả sao. Đời này bê cháo xong mệt quá ngồi ăn liên tục. Rồi lại bê tiếp à? Bê đi rồi bê lại à? Rất nhiều thành viên nhí tham gia lễ ăn hỏi đấy. Em ơi,
Em ơi. Em ơi nhìn này, à, đồ gấu. Chọc phết. Được không nhỉ? Nào, hello đi. Em rồi cầm lì xì mặt tươi đấy. Em đưa ra làm hai ổ bánh mì nhá. Ủa vẫn trà lá hăng say lắm.